Thưa các cha và anh chị em rất thân mến, ba bài học lời Chúa chúng ta vừa nghe trong ngày lễ đặc biệt hôm nay của Linh Mục Đoàn Giáo Phận Nha Trang càng giúp cho chúng ta thấy rằng điều mà ngay từ thuở ban đầu khi thành lập giáo phận, vị giám mục trên trời của Đức Cha Marcelo Pinke lời, rồi tiếp đó Đức Hồng Y Francisco Xavier Văn Thuận, Đức Cha Paulo Văn Hòa với sự trợ giúp của Đức Cha Pedro Văn Nho, và đến ngày hôm nay luôn luôn hiện ảnh của mẹ Maria soi sáng đồng hành và trở nên gương mẫu cho đời sống tông đồ, đời sống linh mục của tất cả chúng ta. Thật vậy, thưa anh chị em và các sư anh em linh mục thân mến, bài học thứ nhất gợi lên cho chúng ta tâm tình của ngôn sứ Jeremia trước những thử thách, trước trách nhiệm của mình. Điều lạ lùng là ông trở nên như một đứa bé tựa vào lòng mẹ mình. Tôi không biết nói, tôi chỉ là một đứa bé, giống như đứa bé xa vào lòng mẹ mình. Và từ đó, lời của Thiên Chúa soi sáng cho Jeremia: trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, mẹ ngươi đã cầu nguyện cho ngươi, cha ngươi đã cầu nguyện cho ngươi. Mà vì vậy, điều mà ngươi lãnh nhận ngày hôm nay trong sứ vụ ngôn sứ của mình, một phần rất lớn là phát xuất từ lòng đạo đức của cha mẹ ngươi. Ngươi chẳng là gì đâu, nhưng ngươi phải sống hiếu thảo với cha mẹ của ngươi, vì cha mẹ ngươi, dòng tộc của ngươi đã dày công và cầu nguyện để ngươi có được như ngày hôm nay. Từ bài học đó, chắc hẳn mỗi anh em linh mục chúng ta đều nhớ đến cái nguồn cội của mình, nguồn cội trong gia đình, trong giáo xứ, trong giáo phận, trong dòng tộc. Và mình có là gì hôm nay cũng là nhờ Chúa đón nhìn đến công phúc của cha mẹ, ông bà, tổ tiên của mình. Rồi bài học thứ hai càng thấm thía đối với chúng ta lúc chúng ta mới chịu chức linh mục đầy nhiệt hạnh, hăng say, có thể lao tới tương lai, rồi trải qua 10 năm, 20 năm, 25 năm như ba anh em chúng ta trên cung thánh hôm nay, bắt đầu thấy mình chỉ là mình sạch sẽ vật. Mình đón nhận ơn Chúa, tích trữ kho tàng của Chúa trong bản thân của mình. Mình chỉ là con người mỏng giòn, yếu đuối và hết sức dễ vật. Nếu không có ơn của Chúa, nếu không có lời cầu nguyện của Hội Thánh, còn biết bao nhiêu người, nếu không có sự nâng đỡ và đồng hành của mẹ Maria, thì chiếc biển sành là bản thân mình có lẽ đã vỡ toang rồi. Và vì thế, càng sống nhiều năm trong thiên chức linh mục, thì người linh mục càng ý thức phải hết sức khiêm tốn và có lòng biết ơn Hội Thánh, biết ơn bao nhiêu người, bao nhiêu tu sĩ trong âm thầm, trong nhẫn nhục, trong vô vụ không có lời nào, nhưng hoàn toàn để cho người linh mục trở nên thanh thoát và trở nên công đồ Chúa. Rồi bài phúc âm càng thống thía đối với chúng ta khi Chúa Giêsu tự giới thiệu: ta là một tử nhân lành,
nghĩa của người mục tử là thấy mạng sống bị đoạn chia. Đúng như lời cha thánh Gioan Maria Vianney đã nói, hạnh phúc đích thực của linh mục là được tha mòn đi vì đoạn chia, và cuối cùng sẽ khám phá ra không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người trao ban sự sống của mình, của người của mình vì người mình yêu thương, trao ban sự sống cho đoạn chia. Đoạn chia không phải do mình chọn, mà đoạn chia do Chúa trao ban qua sự bổ nhiệm của Hội Thánh. Càng làm linh mục lâu năm càng thấm thía điều đó. Ba bài học đời Chúa nhắc nhở tâm tình và đời sống của anh em linh mục chúng ta. Và rồi khi chúng ta gương mắt nhìn lên mẹ Maria, mẹ luôn luôn đồng hành với chúng ta với sự tế nhị của mẹ, bởi vì trong giáo phận Nha Trang thân thương của chúng ta, chúng ta đã cùng nhau xác định và thâm tín Đức Maria chính là linh đạo của giáo phận chúng ta, xuyên qua các dòng thời gian, xuyên qua các vị mục tử khác nhau, nhưng tất cả chung quy một điều là học với mẹ Maria, cùng với mẹ Maria để sống xứng đáng là người môn đệ, người môn đệ đồng hình đồng dạng với Chúa. Và trong những ngày qua chúng ta đã lắng nghe rất nhiều điều trong cuộc thượng vấn. Tôi xin nhìn vào mẹ Maria để mở ra cho tất cả anh em linh mục thân yêu của chúng ta bốn điều này. Thứ nhất, linh mục phải chiếu tỏa hương thơm của Chúa Giêsu. Khi chúng ta lãnh nhận thánh chức linh mục, chúng ta không những là người môn đệ mà phải trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Cho nên Chúa rất là tuyệt vời, hương thơm thánh thiện của Chúa. Người linh mục giàu có mong giàu, giàu có yếu đuối cách này cách kia, nhưng phải chiêu tỏa hương thơm của Chúa. Và khi hương thơm mới có sự thu hút, không phải hương thơm của chúng ta, nhưng hương thơm của Chúa. Mà Chúa là đứng thân, Chúa yêu thương và mãi mãi yêu thương. Không phải chỉ tỏa hương thơm Chúa mà thôi, linh mục phải là hình ảnh của Chúa, khuôn mặt của Chúa, ánh mắt của Chúa, lời nói của Chúa, dáng đi của Chúa, trái tim của Chúa. Nhìn vào linh mục, người ta phải thấy Chúa. Y như Chúa Giêsu đã nói, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Thì chúng ta mỗi linh mục có thể và phải nói, ai thấy linh mục là thấy Chúa Giêsu. Chúa Giêsu rất tuyệt vời, linh mục cũng rất tuyệt vời khi chúng ta là khuôn mặt của Chúa Giêsu, đời sống của Chúa Giêsu, để chúng ta càng ngày càng thấm thía, tôi sống nhưng không phải là tôi mà là Đức Giêsu Kitô sống trong tôi. Rồi linh mục như Chúa Giêsu năm xưa, ngài có một ngôi nhà Nazareth, ngôi nhà Hội Thánh, thì đối với linh mục cũng có một ngôi nhà đặc biệt, ngôi nhà giáo phận Nha Trang của chúng ta, ngôi nhà giáo xứ của chúng ta, ngôi nhà nhiệm sở thân yêu của chúng ta. Chúng ta phải xây ngôi nhà của chúng ta, xây bằng tình thương, xây bằng sự hiệp nhất, xây với tất cả nhiệt tình của con người xây nhà Chúa. Bao nhiêu kinh nghiệm của anh em linh mục chúng ta xây nhà Chúa rồi lại được sai đi nơi khác, giáo dân thương vô cùng, giáo dân biết ơn vô cùng,
Nhưng ngôi nhà đích thực của linh mục chính là hội thánh, chính là giáo phận, và giáo phận nha trang này như lời của Đức Phật Ignatius Xavier Nguyễn Văn Thuận năm xưa đã nói: Chúa đã đói thương chọn cái phần đất này, cái phần đất nha trang này để sai người công đồ Chúa đến, là Đức Cha Pierre Lambert de La Motte, Đức Cha Lambert. Và vì vậy nha trang chính là phần đất Chúa chọn để tin mừng của Chúa được loan vào khắp nơi. Do đó xây nhà hội thánh, xây nhà giáo phận, chúng ta hãy một lòng một ý với nhau. Bất cứ ngôi nhà nào, ngôi nhà thờ nào ở trong giáo phận này đều có sự góp tay bằng lời cầu nguyện, bằng những buổi dâng cúng của chính anh em linh mục của chúng ta. Và rồi không phải chúng ta chỉ tỏa hương thơm của Chúa, chứ không phải chúng ta chỉ thể hiện cái khuôn mặt của Chúa hay là xây nhà Chúa, mà chúng ta còn đem Chúa đi trên những nẻo đường của chúng ta. Giáo phận nha trang chúng ta rộng lớn, không những vùng biển trên 400 cây số vùng biển, mà chúng ta có thể nói trên 3 phần tương là vùng núi đồi cuối dãy Trường Sơn, những vùng thánh bình, những vùng thánh sơn, những vùng bát ái bao la rộng lớn. Chưa dám nói phần đất năm xưa là Khánh Dương cũng thuộc giáo phận nha trang. Những phần đất cao nguyên đó, núi đồi đó, chúng ta khi đặt chân đến phải như mẹ Maria đi thăm viếng bà thân Israel, đem Chúa đến, đem niềm vui thánh thiện, đem ơn cứu rỗi, đem hạnh phúc trường sinh đến cho tất cả mọi người. Những nẻo đường đi của linh mục theo gót chân một mẹ Maria. Kính thưa chị em và các sư em linh mục thân mến, thánh lễ hôm nay thật là đẹp đối với chúng ta. Các cha mình 50 năm, 25 năm, 1 năm, tất cả là những người anh em chúng ta. Chúng ta đoàn lao đoàn khổ với nhau, chia vui sẻ buồn với nhau, và chúng ta có một định hướng: chúng ta là con cái của mẹ Maria, môn đệ của Chúa Giêsu, và là những, có thể nói, kho tàng quý báu vì chúng ta chứa đựng sự thánh thiện của Thiên Chúa trong bản thân.